Có một loại vừng mà chúng ta có thể ăn sống trực tiếp, bạn đã biết chưa? Đây là vừng hạt tròn các bác bạn nhé. Hoặc là một số nơi thì sẽ gọi là vừng tía tô. Theo tiếng Thái sẽ gọi là ngà hót các bạn nhé. Cái lá của nó thì người Hàn Quốc ấy thường cuốn cái lá này để ăn với thịt nướng. Nếu mà bình thường ấy thì ở trong bản thì sẽ thường thường sẽ trộn với xôi hoặc là với cơm hoặc cháo nhé. Cái loại hạt này sẽ có vào tháng 10, tháng 11 và thường tháng 12 ạ. Đó. Trong hạt vừng này thì rất là giàu omega 3. Hàm lượng omega 3 rất là nhiều so với nó gấp đôi so với hạt chia này. Nhà em đang trộn với cả cơm gạo nương tím để ăn đấy ạ. Ăn rất là thơm, rất là ngon và rất là ngậy nhé. Đấy, nếu mà đi nương ấy thì là bà con sẽ thường thường là sẽ làm xôi vừng đen để ăn, mang đi để ăn cả ngày đấy. Mùi thì rất là thơm luôn, mình sẽ giã sống và trộn trực tiếp với cơm, xôi hoặc cháo để sử dụng nhé. Các bạn nào mà chưa được thưởng thức thì nhấn ngay vào giỏ hàng để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà.